Theo phân bổ của FIFA, châu Á sẽ có 6 suất vào thẳng World Cup nữ 2023. Do chủ nhà Australia nghiễm nhiên được một suất, nên các đội bóng châu Á sẽ cạnh tranh 5 suất chính thức và 2 suất playoff với các châu lục khác. Những suất này sẽ được tính dựa trên thành tích của các đội tại vòng chung kết Asian Cup nữ 2022. Riêng khu vực châu Á chúng ta có 6 đội và đối Bắc Triều Tiên đã rút. Đấy là một cái điều kiện rất thuận lợi cho bóng đá nữ của chúng ta. Nhưng chúng ta phải nắm bắt được cơ hội này để chúng ta phấn đấu tập luyện cũng như là phải thi đấu hết sức mình. Để đạt được mục tiêu World Cup, thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung sẽ phải cạnh tranh với rất nhiều các đối thủ nặng ký. Bóng đá nữ ở châu Á cũng tiến bộ rất là nhiều. Chúng ta tiến bộ, người ta cũng tiến bộ. Thí dụ như là Uzbekistan, Đài Loan, thành ngoài Thái Lan đã được thi đấu World Cup rồi. Thì Myanmar cũng là một đối tượng đối với chúng ta. Iran cũng là một đối tượng đối với chúng ta. Ở những cái vòng bảng này thì mọi người nói chúng ta, nói đội bóng đá nữ Việt Nam là sẽ vượt qua. Nhưng đấy là trên mặt lý thuyết. Còn về thực tế, chúng ta phải phấn đấu rất là nhiều. Tại vòng loại Asian Cup nữ, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam nằm cùng bảng với chủ nhà Tajikistan, Maldives và Afghanistan. Nhiệm vụ trước mắt của thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung là phải giành ngôi nhất bảng để giành vé vào vòng chung kết. Sắp tới, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam sẽ có chuyến tập huấn ngắn ngày tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất để chuẩn bị tốt nhất cho giải đấu này.